Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ cũng đã là buổi trưa của ngày hôm nay thì tôi lên một clip để gặp gỡ các bạn. Tôi đang có mặt tại số nhà 22, khu 1, thị trấn Vĩnh Bảo. Và đang có mặt ở hiện tại là đang có mặt ở nhà anh vợ chồng anh Sơn. Và xin trân trọng giới thiệu với các bạn trên kênh, đây là vợ chồng anh Sơn. Anh Sơn và chị Phương Anh. Thế thì hai vợ chồng thì lại cũng rất là ưa về âm thanh sử dụng nhạc. Thế nhưng mà đặc biệt là phải là nhạc hai chức năng. Đó là vừa nghe nhạc nhưng lại vừa hát karaoke. Thế thì sang chúng tôi cũng đã tư vấn và lắp đặt setup xong một bộ karaoke tại nhà. Đây là tại gia đình của nhà anh Sơn và chị Phương Anh. Thì cũng giới thiệu các bạn là bộ karaoke này tôi cũng đã báo giá và đính chính rồi. Thế nhưng khi xong, bởi vì là các bạn cũng chưa được nghe về chất lượng âm thanh của bộ này, thì bây giờ tôi livestream tại vị trí này là cũng để mong các bạn nghe và thưởng thức chất lượng âm thanh. Thứ nhất là bộ dàn âm thanh này rất đơn giản, nó chỉ gồm có một cục đẩy này. Đây. Gồm có một cục đẩy, một vang số và một bộ micro với một đôi loa mang thương hiệu của Mỹ JBL F12. Thế nhưng là đơn giản dễ chỉnh nhưng mà mang lại cái hiệu ứng âm thanh rất hay trong nhà. Nghe nhạc cũng được và hát karaoke thì lại càng hay. Để chứng minh được cái điều đó thì chủ nhân của bộ dàn karaoke sẽ hát tặng chúng ta một bài trong cái kênh của tôi. Thì xin mời vợ chồng anh Sơn có thể hát tặng các bạn trên kênh của tôi một cái bài nào đó để... Mình đi bước mới, nên với công thức cải tiến ngôn tử. Để chứng minh rằng bộ dàn âm thanh đơn giản nhưng mà mang lại chất lượng âm thanh rất hay. Hiểu rồi, sau đây là một vài video. Thà nó cứ quảng cáo các bạn trong cả nước. Mười con tay em gầy.
cảm ơn chủ nhân của bộ dàn. Rất cảm ơn chủ nhân của bộ dàn, hát rất là hay và tôi nghe cũng giống như giọng của Giang Tử chứ chưa đạt đến trình độ của Duy Khánh, nhưng mang lại cái tình cảm thật sâu lặng trong kênh tôi. Xin trân trọng giới thiệu các bạn và chào anh Sơn, cũng đã chuẩn bị xong khánh thành một cái ngôi nhà rất là đẹp, vì vừa nãy tôi ra tôi quay cho các bạn ấy, rất là đẹp và trong nhà trang hoàng những cái bộ đồ gỗ rất là đẹp này các bạn quan sát này, và đặc biệt là có một cái khoảng riêng là một cái giếng rời, có một cái giếng rời rất đẹp này các bạn này. À, các bạn xem này, một cái nhà 4 tầng có cả cái giếng rời rất là đẹp. Và khi mà mở hát cái này thì trong nhà mà mở giếng rời ra thì nó tỏa cái âm thanh nha, nó không bị bí. Cho nên tôi cảm nhận cái bộ âm thanh rất hay này như thế. Vâng, cũng là cái lúc để chia tay các bạn trên kênh của tôi, thì cũng cảm ơn vợ chồng anh Sơn và chị Phương Anh đã mang lại giọng ca rất là hay đến với kênh của tôi, và cũng là lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn đang theo dõi kênh để ủng hộ. Trước khi chia tay với vợ chồng anh Sơn để chúng tôi về quê hương Ninh Giang, thì cũng là một lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn cũng như quý vị khách hàng khắp mọi miền quê hương đất nước, là gia đình thật là đoàn viên hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thịnh vượng trong cuộc sống, gặp nhiều điều may mắn. Còn bây giờ xin chào và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.